Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tám tựa game nha. Trò đầu tiên Zombie Tsunami. Trò tiếp theo nha. Hay vô đúng. Tôi chọn nhầm rồi. Để màn tiếp theo level 23 luôn. Thank you.
Trò tiếp theo, Dino Murray. Tự xem. Tăng cấp năng bay lên. Đến lúc leo lên và nó bay bay đi. Ok, màn tiếp theo nha. Không biết nhiệm vụ tiếp theo là cái gì. Ui. Ô, mình chưa tiêm gì mà. Đấy, ủa không, đi nhầm đường. Cùng đã về nhất. Trò tiếp theo, Monster Evolution. Mua luôn. Ồ, mình đến level 9 luôn. Nhưng mà vẫn quá yếu. Để phần viên đông người. Tiếp theo nếp bóp này. Tự lên trên đây xem. Ui. And we say bye bye. Ôi không, nó cụt.
đi tìm mũi tên. And we say bye bye. Ui, cái gì đấy? Hồi giật mình nhá. Trò tiếp theo nữa. Impostor Rainbow. Đẹp ơi là game. Nhiều thứ mình không biết chuyện đang xảy ra cái trò này. Thời gian sắp hết rồi. Không. Vẫn còn nữa. Chơi trò khác nha. Ok, quay lại con tàu nào. Để rời khỏi cái hòn đảo toàn zombie. Rồi. Survival. Ok, vào chơi thôi. Màn kéo co đi. Mình chẳng làm gì mà dù vứt quả chuối. Đi qua tấm kính. Tất cả đều đi hướng bên bên trái hết. Ok. Ủa sao nữa? Không bấm được này. Trời ơi. Đấy lượt mình rồi mà sao không bấm? Hỏng rồi. Chán thật.
Ok. Hai. Ô, mình về đứng. Đợi đến hàng thứ 5 đi. Chờ chờ bánh bi. Chờ đối thủ ném trước. Rồi tới lượt mình. Rồi. Rồi không. Đối thủ đã được gỡ hòa rồi. Con màn chơi bắn zombie. Rồi trở lại từ đầu. Nhấn giữa. Dễ có vậy thôi. Xem còn trò nào chơi đây. Imposter. Ok, bắt đầu. Ôi. Đi đâu đấy? Nhiệm vụ của mình là gì đây? Đi cứu người trước. Còn bảo vệ. Ok. Cái này là cái gì đấy? Ôi là bình nhỏ. Đâu quá.
ông chủ cuối cùng. Đang bắt đầu rồi. Không không không. Không thể ăn được cái đó. Sưu lại chống lại em này. Yes.